Rồi, chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với một cái ví dụ về của system modeling ngay bây giờ luôn. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ coi lại cái sơ đồ tổng quan, các bước thực hiện của mình. Thì bước thứ nhất là sau khi mình có đối tượng thực tế rồi thì mình phải đi kiếm cái phương trình vi phân chuyển động của nó. Ok, thì mình sẽ đi bắt đầu từ từ. Rồi. Cái bài toán thì thật ra là như thế này. Mình cần phải thiết kế một hệ thống trên ô tô, và hệ thống này tên gọi là Cruise Control. CCS là Cruise Control System. Như vậy á, để thiết kế đi design được cái hệ thống này, Cruise Control là cái hệ thống mà em điều khiển cái xe của em á, ở một cái vận tốc nhất định mà em không cần thiết là phải tác động đến cái ga nữa. Như vậy á, cái bài toán đầu tiên đặt ra là làm thế nào mà chúng ta có thể mô phỏng một cái xe được trên cái máy tính của mình. Thì nó sẽ là một cái phần là modeling, để mình mô hình hóa một cái đối tượng nào đó mà thực tế. Thì rõ ràng cái xe nó quá phức tạp rồi em. Cái xe nó bao gồm quá nhiều chi tiết và nó quá phức tạp. Nên là chúng ta muốn đi vào chi tiết, chúng ta mô phỏng những cái thứ càng kỹ bao nhiêu thì càng mất thời gian và cái độ khó tăng lên rất là khó. Vì vậy nên là cái bạn biết phần mềm CAISIM mà tôi đã giới thiệu cho các bạn đó, nó chính là một cái phần mềm mà trong đó họ đã mô hình hóa tất cả các hệ thống của một cái xe rồi. Và cái phần mềm nó có giá ít nhất là 20 ngàn. Tuy nhiên nó trong cái phạm trù môn học của mình nhé. Và chúng ta cần làm những thứ gì đó mà nó đơn giản thôi. Thì chúng ta có thể test, tôi có thể làm như sau, là hãy tưởng tượng cái xe đơn giản là thế này. Cái xe để em chạy trên đường ấy, thì cái xe có khối lượng là M, thì cái xe sẽ chạy ok không? Có khối lượng là M thì cái xe chạy được á, thì cái vận tốc di chuyển của mình là V, vận tốc xe á, là V, và V chính là cái đầu ra của hệ thống. Hôm nay mình đã nói với nhau về về cái từ process rồi. Chữ P là process em, hoặc là plans. Thì cái process này á thì nó sẽ có đầu vào và đầu ra. Và một trong những cái đầu đầu ra của mà mình cần quan tâm là V, bởi vì chúng ta cần đi điều khiển vận tốc xe của cái hệ thống này. Vậy thì cái đầu vào là gì? Okay. Cái đầu vào là gì? Thì về căn cơ trở lại về về cái nguồn gốc của nó, đầu vào á, cái xe là muốn chạy được á, thì nó phải sinh ra một cái lực ép. Nó nằm ở đâu vậy? Nó phải sinh ra một cái lực ép mà nó nằm ở giữa cái lực kéo, giữa cái bánh xe và mặt đường á. Nhưng chúng ta tổng hợp tất cả các lực ép đó lại đi, thì cái xe chúng ta sẽ có một lực ép tác động như thế này. Vậy thì đầu vào của mình á, sẽ là một cái ép, và tất cả những cái hàm là hàm theo T hết, là miền thời gian hết. Ok không? VT T. Ok. Thì khi xe chạy trên đường á, thì chúng ta còn một cái lực nữa là lực cản. Lực cản đây là lực cản của không khí, lực cản lăn, và chúng ta sẽ gom tất cả lại. Chúng ta sẽ gọi nó là một đại lượng là lực cản, nó sẽ bằng B, một hệ số cản nhân với vận tốc xe. Như vậy thì xe chuyển động càng nhanh á, thì lực cản càng lớn. Ok không? Nó tùy thuộc vào thiết kế khí động học của mình. Ok. Chúng ta phân tích thêm một số cái nữa. Ví dụ như cái xe này nó khi nó chạy này thì nó có quãng đường là S. Thì vận tốc của nó là V á, chính là S chấm à.
VT, ok không? Còn next 2 chấm chính là gia tốc. Đó là cái phân tích ban đầu của chúng ta. Vậy thì cái bước đầu tiên của chúng ta trong cái bước đầu này nè, step 1 này nè, là chúng ta cần phải đi kiếm được cái phương trình vi phân. Step 1 thì ghi là số 1 đấy ha. Các bạn phải find cái differential equation, kiếm được phương trình vi phân. Và để kiếm được vi phân thì mình sẽ áp dụng cái định luật 2 Newton dành cho chế độ thẳng. Thì các em sẽ thấy rằng là tổng cái các lực tác dụng vào á sẽ bằng MA đúng không? Nha. Thì mình sẽ áp dụng cái lực được là 2 Newton như thế này. Thì mình sẽ có là lực tác dụng vào sẽ có lực F. Ok. Mình sẽ có lực F. FT. Kéo chẳng hạn hả? Mình sẽ có lực F. Vậy thì FT em trừ đi lực cản BVT, ok không? Nó sẽ bằng với MAT. Ok. Như vậy á, đây á, nếu mà em viết trình bày dưới dạng này thì nó chưa trở thành một cái phương trình vi phân. Nhưng em có thể biến đổi nó như sau. FT trừ B thì VT á thì em giữ nguyên. AT thì có phải là V chấm T không em? Ok không? Thì vậy á, vậy thì như vậy là cái phương trình này của chúng ta á thì nó là chính là một cái phương trình vi phân rồi. Như vậy là bởi vì nó là một cái phương trình, nó là một cái phương trình, nó có một cái hàm là hàm VT và một cái đạo hàm của nó là một cái hàm V chấm T. Thì là vậy, như vậy là đó là một cái phương trình vi phân rồi. Qua cái bước thứ hai, bước thứ hai chúng ta sẽ làm gì em? Bước thứ hai á, bước thứ hai thì chúng ta sẽ áp dụng cái Laplace transform để biến đổi cái phương trình vi phân này qua một cái miền S, ok không? Và mình gọi là complex domain hoặc là S domain này bằng cách như sau. Bước số 2 thì chúng ta apply cái Laplace transform cho cái phương trình này. Giả sử thì gọi phương trình là phương trình số 1 đi. Thì cái phương trình 1 này nè, sau khi biến đổi Laplace nó thành cái gì? Thầy sẽ ghi ra đây luôn. Thầy sẽ ghi lại phương trình 1 lại một lần nữa. Phương trình 1 nó biểu diễn là FT trừ BVT bằng MV chấm T. Ok không? Thì em apply Laplace transform. Cái biến đổi Laplace cho thằng này á, thì thằng này sẽ trực được là FT bây giờ biến đổi thành FS. Mình đã bỏ đi các điều kiện ban đầu rồi, chỉ còn FS thôi. Trừ cho B, một cái hàm VT á, hàm FT á, nó biến đổi thành FS. Vậy thì cái hàm VT nó biến đổi thành VS bằng M V chấm T á, thì nó sẽ biến đổi thành cái gì bạn? Trong cái tính chất mà thầy lecture trước thầy đã dạy các bạn rồi, thì nó sẽ biến thành là S đã hơn gấp 1 nhân với VS. Ok. Vậy thì chúng ta làm ở đây á thì chúng ta đã xong cái bước số 2. Bước thứ ba của chúng ta là chúng ta đi kiếm cái transfer functions. Cái định nghĩa transfer function là thế này. Cái transfer function là nó đi đại diện. Nó là transfer function giả sử tiếp tục nha. Số bước số 3 là find the transfers
function, là cái hàm truyền đó, hoặc là hàm truyền đạt của hệ thống. Các bạn đi kiếm cái transfer function đó. Transfer function nó định nghĩa, được định nghĩa thì là trong cái lecture thầy cũng đã nói rồi ha. Nó được định nghĩa transfer function, giả sử một cái hệ thống có đầu vào là, hồi nãy mình cụ thể của mình luôn là fs, đầu ra của mình là vs, thì một cái transfer function s mình gọi là một cái hàm hs thì nó đại diện giữa đầu ra, nhớ cho tụi em, output chia cho input, như vậy nó sẽ bằng là vs chia cho fs. Ok không ạ? Ok. Vậy thì trong cái bài toán của mình đặt ở đây thì mình cũng gọi một cái hàm truyền của mình là hàm HS, một cái transfer function HS, và cái đầu ra của mình nhóm lại sẽ bằng là mình sẽ nhóm cái phương trình này xíu đi, nó sẽ tương đương với cái gì, nó sẽ tương đương với em chuyển vế qua FS bằng VS nhân với MS cộng B. Ok không? Vậy thì HS sẽ bằng là đầu ra vận tốc chia cho đầu vào là lực bằng 1 chia cho MS cộng với B. Ok không? Như vậy cái cuối cùng á, em đã có được cái transfer function này rồi. Và bây giờ em có thể mang cái transfer function này lên sử dụng MATLAB Simulink, em có thể mô phỏng nó được rồi. Và đây chính là cái xe của em. Và cái xe của em á, nó có hàm truyền là 1 chia cho MS cộng B. Em khi em tác động một cái lực F bằng bao nhiêu đó, F bằng bao nhiêu đó, thì lập tức là em sẽ thu được cái vận tốc xe. Và tôi sẽ là ví dụ cho các bạn là tôi sẽ trong cái video sau tôi sẽ mô phỏng cho các bạn coi là khi tất cả tác dụng lực là một, giả sử là 500 Newton, 1000 Newton thì cái xe, thì cái đặc tính của cái vận tốc nó sẽ biến đổi như thế nào. Ok không? Rồi, như vậy là mình sẽ kết thúc cái ví dụ của mình về đây.